Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng, khiến cho nhiều khu vực tại phía Tây Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao là 35-37 độ và có nơi còn trên 37 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất trong khoảng là từ 50-60%. Dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài cho tới hết ngày 27 tháng 4. Với khu vực phía Đông Bắc Bộ thì nắng nóng xuất hiện muộn hơn với cường độ nắng cũng giảm nhẹ hơn phía Tây. Cụ thể là hôm nay, ngày mai, ngày 25-26 tháng 4, Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 35-36 độ. Trời oi bức với độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-60%. Dự báo xa hơn từ chiều tối và đêm 28 tháng 4 trở đi, khi vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ suy giảm, hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao có khả năng hình thành ở trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, nên sẽ gây mưa rào và dông gia tăng dần trở lại và nắng nóng sẽ chấm dứt trên khu vực. Với Trung Bộ, nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là khu vực Bắc và cả Trung Trung Bộ. Đây là những nơi đang chịu tác động mạnh mẽ nhất bởi vùng áp thấp nóng phía Tây nên đã xuất hiện nắng nóng, xuất hiện trên diện rộng với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là 35-37 độ. Riêng khu vực vùng núi mức nhiệt còn tăng lên tới là 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, trời nắng nóng gay gắt với độ ẩm giảm thấp. Nắng nóng cũng sẽ là thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ trong 3 ngày tới, khi mà nhiệt độ cao nhất ngày trên cả hai khu vực này đều tăng ở mức là 32-33 độ tại vùng cao nguyên và từ 33-35 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Nắng nóng xuất hiện cục bộ ở cả miền Đông và miền Tây của Nam Bộ. Chiều tối, mưa rào xuất hiện rải rác và kết thúc nhanh. Trên biển, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, do sự mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên có gió Đông Nam đến Nam mạnh khoảng là cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động và có sóng cao từ 2-3 mét. Còn trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió nhẹ với cường độ ở mức là cấp 3, cấp 4, phổ biến không mưa với tầm nhìn xa thông thoáng. Bản tin thời tiết cuối ngày 25 tháng 4 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.